Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của FPT Play. Đây là những hình ảnh tại sân vận động Mỹ Đình. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thể Công Viettel và đội khách Quy Nhơn Bình Định trong khuôn khổ vòng đấu thứ 3 của giải vô địch bóng đá quốc gia LB Bank năm 2024 và năm 2025. Còn đây là đội hình ra quân bên phía đội chủ nhà Thể Công Viettel ở trong trận đấu này. Đứng trong tay là thủ môn số 36 Văn Phong, các trung vệ đó Tiến Dũng, Minh Tùng, Thanh Bình. Các tiền vệ trung tâm đó là Wesley, Đức Chiến, hai cầu thủ chạy cánh đó là Tuấn Tài, Tiến Anh và ba cầu thủ trên hàng công đó là Hữu Thắng, Hoàng Đức và đá cao nhất đó là Amarino. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay trong tài chính đó là Mai Xuân Hùng, các trợ lý đó Trần Duy Khánh. Còn đây là đội hình ra quân bên phía đội khách, chắc chắn rồi họ sẽ ra quân những cầu thủ tốt nhất của mình. Họ cũng chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 3-4-3, đứng trong thành là thủ môn số 26 Tuấn Linh, các trung vệ đó là Xuân Cường, Xuân Hưng và Trọng Hiếu. Các tiền vệ trung tâm là Văn Truyền, Hồng Quân, những cầu thủ chạy cánh là Văn Khoa và Ngọc Tín và ba cầu thủ trên hàng công đó là Alisson, Leonardo và Xuân Quyết. Như vậy là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thể Công Viettel và đội khách Quy Nhơn Bình Định đã bắt đầu. Các cầu thủ Thể Công Viettel với trang phục truyền thống đó là màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái mới nhỏ quý vị và các bạn. Tiến Dũng được chuyền dài lên phía trên, dứt điểm, không vào. Đó là lời cảnh tỉnh cho hàng thủ của Quy Nhơn Bình Định. Và dứt điểm vừa rồi là của Đức Chiến. Trong tình huống vừa rồi thì thủ môn Tuấn Linh cũng đã chơi cảnh giác và cản phá một cách chính xác. Đợt tấn công hay của các cầu thủ Quy Nhơn Bình Định, rất nguy hiểm và không vào. Không hiểu điều gì đã xảy ra đối với Leonardo. Ở cự ly rất gần mà Leonardo vẫn đệm bóng ra ngoài khung thành. Pha tấn công rất tốt của các cầu thủ bên phía đội khách. Đây là cơ hội. Trung vệ đội trưởng Tiến Dũng đã rất kinh nghiệm, không có phạm lỗi. Bàn thắng đã được công nhận. Người vừa ghi bàn đó là Alisson, chắc chắn và sẽ vào cuộc để xem tình huống phạm lỗi của Alisson có đến với đội trưởng bên phía Thể Công Viettel hay không. Có vẻ như đã có tình huống đẩy sau của Alisson, nhưng mỗi trận đấu có và trọng tài luôn để hết tình huống sau đó mới thổi phạt. Có vẻ như chân trụ của đội trưởng Tiến Dũng đã vấp vào chân của Alisson. Như vậy là bàn thắng đã được công nhận. 1-0 dành cho các cầu thủ Quy Nhơn Bình Định. Người ghi bàn đó là Alisson. Không được. Vẫn là những pha tranh chấp rất nguy hiểm. Trọng tài đã thổi phạt đối với Cao Văn Triển. Và một tấm thẻ vàng đầu tiên đã được rút ra dành cho đội trưởng bên phía Quy Nhơn Bình Định. Như vậy là trọng tài Mai Xuân Hùng đã quyết định ra xem lại tình huống quay chậm. Nhưng cả gầm giày của Cao Văn Triển đã dẫm vào chân của Đức Chiến. Rất may là Đức Chiến đã không bị chấn thương nặng. Như vậy là một tấm thẻ đỏ. Một tấm thẻ đỏ của Cao Văn Triển sau pha dẫm gầm giày vào chân của Đức Chiến. Phan Tuấn Tài đánh đầu, và đánh đầu với của Hoàng Đức. Hoàng Đức không phải là cầu thủ mạnh về không chiến. Đá bóng không được. Wesley, Tuyến Hai, Hữu Thắng, dứt điểm không vào. Một loạt những pha tấn công của các cầu thủ Thể Công Viettel, nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng của Hữu Thắng, bóng đã đi vọt xa. Đánh đầu không được. Rất may, rất may là thủ môn Văn Phong đã đâm bóng chính xác. Quả đá phạt cũng nữa dành cho Quy Nhơn Bình Định. Amarino, Trương Tiến Anh. Trương Tiến Anh rất khéo léo, đường chuyền,
Dứt điểm, không vào. Phải nói rằng tình huống tấn công nhanh của các cầu thủ thể công Viettel là rất tốt, nhưng họ phối hợp với nhau là quá bí. Có rất nhiều các cầu thủ thể công Viettel ở trong pha bóng này. Chuyền cho Hoàng Đức, Hoàng Đức chuyền cho Đức Chiến. Pedro Henrique. Đánh đầu. Đó là pha đánh đầu của Amarino. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã yêu cầu các học trò của mình phải đưa bóng ra biên thật nhiều để tạt vào phía trong. Đức Chiến. Trương Tiến Anh. Pedro Henrique. Sút xa, rất nguy hiểm. Và trổ tay của thủ môn Tuấn Linh. Đó là tình huống sút xa của Pedro Henrique. Ta cùng xem lại. Minh Tùng. Minh Tùng đã bắt bài. Không được. Và dứt điểm từ xa của Khuất Văn Khang nhưng không trúng đích. Tâm lý của các cầu thủ thể công Viettel vẫn đang bị dao động. Họ hơi vội vàng trong những pha dứt điểm. Và họ vội vàng. Bây giờ sẽ là quả đá phạt. Leonardo. Quá nhẹ. Quân Văn Khang. Đánh đầu. Đó là pha đánh đầu của Wesley Nata. Wesley Nata bị kẹt giữa hai cầu thủ bên phía Quy Nhơn Bình Định. Quá sâu, đó là pha tạt bóng của Bùi Văn Đức. Tình huống tạt bóng khá nguy hiểm. Quân Văn Khang. Đó là pha đá thẳng của Quân Văn Khang. Không chính xác. Ở vòng đấu thứ 3 sẽ có hai trận đấu muộn nhất, sẽ diễn ra vào thứ 2 30 tháng 9. Anh đã có những pha cản phá và những tình huống ra vào để hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Quân Văn Khang. Thêm một pha ra vào đấm bóng chính xác của thủ môn Tuấn Linh. Dứt điểm, không được. Rồi, vẫn không vào, vẫn không vào. May mắn vẫn không mỉm cười đối với các cầu thủ thể công Viettel. Bây giờ là phản công. Rất may. Chúng ta cùng xem lại tình huống sóng gió trước khung thành của Quy Nhơn Bình Định. Đó là pha cản phá tuyệt vời của thủ môn Tuấn Linh. Nếu như không có đôi tay của thủ môn Tuấn Linh thì có lẽ bàn thắng đã đến đối với thể công Viettel. Đây là cơ hội để cho các cầu thủ thể công Viettel có bàn thắng gỡ hòa. Không được. Dứt điểm, không vào. Đó là pha dứt điểm của Amarillo. Vẫn là những pha không chiến rất tốt của các thủ Quy Nhơn Bình Định. Như vậy là trọng tài Mai Xuân Hùng đã thổi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ Quy Nhơn Bình Định đã giành chiến thắng 1-0 trước thể công Viettel. Một chiến thắng kịch tính, một chiến thắng của cố gắng của các cầu thủ bên phía đội khách. Họ đã mất người ở trong hiệp 1. Và các cầu thủ thể công Viettel họ có rất nhiều thời gian nhưng không thể tạo ra một bàn thắng gỡ hòa. Và bây giờ buổi tổng tập trận đấu giữa hai câu lạc bộ thể công Viettel và Quy Nhơn Bình Định của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.